Chẳng lẽ chế độ Việt Cộng không thấy gì sao? Thật nghịch lý, chế độ Việt Cộng lại gọi là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc như hai quốc gia không cùng một dân tộc. Nói thẳng, chế độ VC đã bịp dân, làm cho những thế hệ sau này sẽ lầm tưởng có hai quốc gia riêng biệt. Bắc Hàn chọn theo thể chế cộng sản, độc tài nên nghèo đói, còn Nam Hàn chọn theo thể chế tự do, dân chủ nên đã phát triển vượt bậc. Mọi người ai cũng có thể suy luận một cách chính xác, thể chế cộng sản làm nghèo đói, mất tự do và mất hạnh phúc. Tương tự, nhìn vào Trung Cộng, Đài Loan, Hồng Kông, rồi nhìn thêm Đông Đức, Tây Đức, là phải tự hiểu tại sao toàn dân Việt Nam đều mong ước một sự thay đổi thể chế phải xảy ra, sớm hay muộn thôi.